Tối cô xài cái đèn này hả? Ờ, cô xài cái đèn này. Mà không có tiền mua dầu lửa thì cô mới lấy cái cây củi đốt kinh đêm á cho nó sáng. Không có tiền mua dầu. Mình đốt để sáng ăn cơm hả? Ừ, đốt sáng ăn cơm. Gà xin mến chào cả nhà thân thương. Hiện tại bây giờ thì gà đang ở một cái vùng núi xa xôi, đồng khô cỏ cháy. Cả nhà mình cũng nhìn thấy là họ trồng cây bắp nó chết hết rồi nè. Cây cỏ nó còn chết nữa. Hôm nay gà muốn chia sẻ với cả nhà mình một hoàn cảnh của một cô sống trong rừng trong núi. Cô sống một cái nơi vắng vẻ. Không biết là cô làm công việc gì để kiếm tiền và mua gạo ăn. Gà mời cả nhà cùng với gà tìm hiểu cuộc sống của cô nha. Ở đây á, mùa này chỉ có những cái cây điều và cây me thôi cả nhà. Cô đang ngồi trước nha. Dạ, con chào cô. Dạ, cô cho con hỏi là cô ở trong núi này luôn hả? Ờ, thứ bảy về, một tuần về một lần. Một tuần chỉ về một lần thôi? Về một lần đi lễ. Dạ, cô cho con hỏi là cô tên gì? Cô tên Nhanh. Tên Nhanh, cô có nhớ là mình bao nhiêu tuổi không? Không biết. Không biết tuổi luôn? Không biết tuổi. Cả nhà mình thấy họ sống trên rừng trên núi mà, tuổi của mình cũng không biết luôn. Không biết. Cô có biết cô tuổi con gì không? Nghe nói thiệt tuổi dê đó mà không biết, không biết mấy tuổi. Cô ở trên núi này lâu chưa? Lâu rồi. Hồi ông còn sống à, lúc mà phát rải à. Dạ. Thứ bảy là về một lần đi lễ. Cô có mấy người con? Bốn đứa. Bốn người con. Hai đứa trai hai đứa gái mà có gia đình hết rồi. Dạ. Mà đâu cho lo cho mình được nữa đâu. Chồng của cô mất lâu chưa? Mất chắc 7-8 năm này. 7-8 năm rồi. Ừ. Hiện tại bây giờ là cô ở trên núi thì cô làm công việc gì để kiếm tiền? Cô không biết cái gì kiếm tiền nữa. Thì lúc có thì cũng có mẹ thì thằng em nó biểu đi hai mẹ cho nó thì mình đi. Cây nào dễ thì mình leo, còn cây nào khó thì để cho nó leo. Nó cũng cho tiền mình mua gạo, mua đồ ăn. Cho nhiều không cô? Thì họ tính bao nhiêu thì nó cũng tính bao nhiêu cho mình. Tại nó thấy mình già rồi, mình bệnh làm cái gì không được á. Nó thấy tợ mình rồi nó cho. Cô lớn tuổi rồi mà leo cây mi hả? Chứ làm sao nữa con. Bây giờ mình làm cái gì không được à. Thì ta đi thằng em biểu hai mẹ của nó thì được 6-7 cây à. Rồi nó biểu mình leo. Rồi nó cho tiền thì nó cho được bấy nhiêu thì nó cho. Mình già mà mình cũng không đòi hỏi. Con cái có lên đây thăm cô không? Thì cũng lâu lâu cũng thăm. Cũng nó gỡ cá khô là đồ cái gì á cho mình ăn. Dạ. Thì nó có tiền nó mới cho chứ nó không có tiền nó đâu có cho. Nó cũng khổ mà mình cũng khổ đây. Tách con cũng được. Tại vì con cũng khổ. Mẹ khổ, con thì con khổ. Thì đó. Cô sống trong cái nhà này lâu chưa? Lâu rồi. Hễ mưa bão đó trời ơi, cô sợ quá. Nhất cái động tài, cái cột đây này chứ là cột kia nó mỏng quá. Gió bão đó cô sợ lắm. Ở con mình nữa, cô sợ từng gì à. Sao cô không về làng ở luôn? Ở làng mình có rải có đồ nhà đó rồi còn ở đó. Rồi cũng lâu lâu mà cũng về đó một tuần thì về một lần. Rồi nhà dưới làng của cô ai ở? Thì con ở đó. Dạ. Con Út nó ở. Nhường cho con ở. Ừ, thì mình ở trên rải. Cũng nhà nhà nước cho bữa nay cũng hư rồi nó làm cái gì cái một nó làm cái gì lỗ vậy nè. Những người lớn tuổi họ lên trên núi họ ở tại vì họ ở dưới làng không có biết làm gì để ăn. Thì đó, vất vả lắm con ơi. Con biết làm cái gì được hết. Hết cái mùa me thì cô đi làm công việc gì? Làm bậy bạ chờ trong rải đây nữa. Phát chờ phát đồ cho nó sạch sẽ rồi
Mấy mốt là ta trĩa bắp, mình cũng trĩa bắp, đi vòng cong ta. Rồi mấy tay đó nó qua nó phụ mình. Phụ người ta, người ta phụ mình chứ mình không phụ người ta là người ta có qua phụ mình đó. Dạ. Nó không vậy đó. Vậy là làm qua làm lại phải không? Ừ, làm qua làm lại. Ở đây một năm cô trồng mấy lần bắp? Có một lần à. Không có nước phải không cô? Không, không có nước luôn. Cô có thể dắt con vô trong cái ngôi nhà thân thương của cô được không? Được. Mời cả nhà đi vô trong cái ngôi nhà của cô nha. Cái ngôi nhà đây là cô tự làm luôn hả? Cô đâu biểu con ở nhà làm nè. Con ở nhà làm rồi thằng rể biểu làm giùm. Cô làm đâu có được đâu. Tại vì cao quá. Cô nhất là sợ cái cày đây nè. Mùa mưa gió đồ đỏ trời ơi sợ muốn chết luôn à. Sợ nó gãy cái cây này, cây đây nó mỏng quá nè. Dạ. Cây bị một nó ăn hết rồi. Tối cô ngủ ở đâu? Ngủ đây. Cô ngủ chỗ này hả? Ừ, ngủ đây nè. Rồi cái gối của cô đâu? Đó gối đó, lấy cái mình đây thì đắp nè. Mình đây thì đắp rồi mình ngủ xong rồi mình nhận cho đây, mình sợ cánh tớ cánh đồ, mình sợ rắn đồ. Thôi mình cuộn cục vậy cho nó gọn. Rồi sợ cánh đêm đồ mình rờ trúng cái con rắn con đồ nữa, mình sợ quá. Thôi cục vậy cho nó gọn. Rồi cánh đêm thì mình đốt đây, cái đây có đèn mà đèn Phật có không mua dầu thắp luôn. Thơ bây giờ lấy củi lớn lớn mình đốt cánh đêm á. Có mùng nhưng mà cô không có teo, đốt có lửa rồi không có muỗi nữa. Tối cô đốt lửa không à hả? Ừ, đốt lửa không, đâu có điện mà đâu có dầu lửa đâu, thật. Dạ. Có khi nào mà cô thấy con rắn nó vô nhà mình không? Chưa thấy, mà điều mà mình sợ thôi. Chưa dạ. Thấy đâu, mà điều mà mình sợ. Mình cứ đốt lửa rồi là nó sợ nóng. Sợ đồ mình cứ dùng miết thôi. Sợ con cái gì vô mình sợ. Chứ không, chưa thấy rắn đâu. Hiện tại bây giờ là cô sống một mình trên rừng trên núi, một cái nơi xa xôi vắng vẻ. Cô có bốn người con, nhưng mà con của cô là lập gia đình hết rồi. Chồng của cô cũng đã mất rồi. Cô sống trong một cái ngôi nhà dột nát như thế này. Ban đêm thì cô không có ánh sáng luôn, chỉ biết đốt lửa thôi. Đốt lửa thôi, không ai luôn. Đâu có tiền mà mình mua nợ đâu con. Dạ. Không có tiền mua đèn pin luôn? Không luôn. Đèn pin mà không có luôn chứ. Con cái không có cho à? Nó cho chứ, nó cho vài đồng sao mua. Đèn pin thì tới 100 mấy lận. Chứ nó đâu có cho được bấy nhiêu đó. Nó cho thì 20-30 đó thôi chứ. Dạ. Chứ nó đâu có cho được nhiều. Nó cũng khổ. Mình cách con cũng không được. Tại vì con cũng khổ. Cả nhà mình cũng thấy á, cha mẹ thì có thể là nuôi được bốn người con. Nhưng mà khi bốn người con lớn lên á, là không có nuôi được cha mẹ. Nếu như cuộc sống khó khăn quá thì bốn người con có thể nhín ra một ít nuôi người mẹ già trên rừng trên núi được mà. Con của cô lấy vợ lấy chồng xa không? Một người thì đi lấy vợ xa, còn ba người thì ở trong làng. Dạ. Bữa nay cô ăn cái gì? Bữa nay ăn cá khô nó canh chua. Cho con coi được không? Được chứ. Cái này là canh chua hả? Canh chua với lại cá gì vậy cô? Cá ngân vậy. Cá khô hả? Dạ. Cá khô. Còn cái kia là cái gì cô? Cơm. Dạ. Mình nấu một nồi là mình ăn từ sáng tới chiều luôn hả? Ăn sáng tới chiều luôn. Dạ. Ăn tối rồi mình không có đèn có đốt, mình lo ăn sớm. Sợ không có mắc có mũi đồ ăn á. Dạ. Rồi nấu vậy là ăn luôn. Phải.
Phải chi mình có điện đồ mình ăn tới cũng được. Mà mình không có điện thì mình lo ăn sớm. Dạ. Cô cho cô hỏi là cô có mong ước gì trong cuộc sống của mình không? Mong ước chứ mà mình đâu có được cái gì đâu mà mình mong. Mình cũng mong ước chứ mà không mong không có được cái gì thơ mình chỉ để trong bản thân của mình. Cô mong ước điều gì? Cô cũng biết nữa. Hiện tại bây giờ thì cô mong ước có cái gì? Mong ước kia là có tiền để trả nợ họ thôi. Cô thiếu nợ ai? Thiếu nợ làm ai đây nè, làm bóc nè. Sao con thấy ai người đồng bào của mình cũng thiếu nợ làm bắp vậy? Thì làm bắp không có được có mấy tạ bữa này, không có được đủ. Bữa nay thì người ta đòi lấy tiền lãi, tiền lời vậy đó. Mình đêm nào cũng nhớ mong là miệng cào là mình đưa tiền lãi cho họ đó, họ đòi chứ. Mình cũng thấy sợ sợ, phải mình có mê đồ. Có cái gì trong nhà là mình đưa cho họ bớt bớt rồi mình cho nó nhẹ mình chút. Đây mà họ làm bắp đầu tư với họ, rồi họ nói thì biểu bữa nay thì đưa tiền lãi tiền lời nữa. Tụi mình già rồi mình cũng thấy sợ sợ. Không hiểu tại sao khi mà gà đi lên cái vùng núi của người đồng bào, tất cả những người đồng bào mà gà ghé thăm, họ đều nói là họ trồng trọt, mua hạt giống, mua thuốc, mua phân, đều thiếu tiền người ta. Và người ta tính lời tính lãi lên rất là nhiều. Thậm chí mà có những hoàn cảnh là mất đất luôn cả nhà. Tại vì để lâu quá cái số nợ mình không có trả, nên là cái người mà bán phân bán thuốc họ tới họ lấy luôn cả đất. Ở đây gà thấy ai cũng vậy hết. Gà hỏi ai họ cũng nói là thiếu nợ làm bắp. Rất là thương cho những người nghèo. Cái ngôi nhà của cô á, thì gà thấy là có những cái tấm tôn á, mới. Có những cái tấm tôn á, thì nó siết hết rồi. Cả nhà mình cũng nhìn thấy là cái ánh sáng nó chiếu từ bên phía ngoài vô trong á, là nó giống như những vì sao ở trên trời vậy. Vào tháng mưa là nước nó tạt dữ lắm hả cô? Tạt bên đây này nó tạt cái lắm. Ngò tuốt bên kia nè, còn ngò đây thì nó tạt vô. Tháng mưa sao cô không về làng cô ở luôn? Thì mình làm bắp làm đồ nè, lỡ mình về rồi chứ ai chở mình vô lại. Có ai chở, nếu không có con thì nó đi ai rồi mà đài rồi. Thì mình đi bộ đi, hãy có gặp người nào cái đi. Dạ. Bị văng lên. Cô đi bộ từ trên núi này cô về tới làng là bao lâu? Ôi lâu lắm, cô không biết bao nhiêu luôn. Rồi đi gặp người ta đi không là người ta chở, người ta cũng chở giùm cái đi á. Sáng mình đi thì khi nào mới tới? Mặt trời tới đây này cô không biết bao nhiêu nữa. Là tới trưa luôn hả? Ừ, tới trưa lận đi bộ á. Gà đi xe máy á, từ ở dưới làng mà lên tới đây á, là 1 tiếng 30 phút nha cả nhà. Mình đi xe máy á, mà mình chạy nhanh nữa. Mà đi bộ thì gà không biết là họ đi đường tắt thì như thế nào. Chỗ này là chỗ cô để chén nè, để son. Trong cái tô đây không biết có cái gì. Có ớt với lại đầu con cá. Đầu con cá đây mình để làm gì vậy cô? Để rồi mình kẹt rồi, không có gì ăn rồi mình nướng rồi mình giả. Mình để dành mình ăn hả? Ừ. Không thì có dám bỏ? Không dám bỏ. Trời ơi, nó thương quá à. Tất cả mọi thứ như cá khô lên trên đây là không có cái gì để bỏ hết. Tất cả đều để dành, khi nào mình không có thì mình để dành ăn. Nhà cô còn gạo không? Còn có một chút thôi. Đây. Bao nhiêu đây, được 2 ký không? Còn không biết nữa. Chắc được 1 ký á, ký rưỡi vậy á. Dạ.
Rồi mỗi lần mà cô đi mua gạo á, là cô mua bao nhiêu ký? Thì mua cái đây nè, mua bao đây nè. Mua một bao đó hả? Ừ. Rồi mình mang từ dưới làng lên đây. Dạ. Khi có thì mình mang không nợ thì mình thay người ta đi rồi mình nhờ. Mình bỏ bị gạo này lên rồi mình đi bộ cũng được. Có khi nào mà cô mua cá mua thịt ăn ngon cá tươi á? Có, lâu lâu mới mua lần. Phải có tiền mình mua. Có tiền là ăn miếng cá khô luôn. Có khi cũng có nữa chứ. Dạ. Đi xin sẽ đậu họ miếng. Mình cũng dám đi xin đâu. Tại ở nhà đâu có xịt đổ đồ đâu. Bữa nay khô khăn á. Mỗi ngày cái món ăn gì mà cô thường ăn nhất? Cô thường ăn nhất là cá khô đó. Cô không có thì đi xin xuống dưới đó xin. Con đồ cũng được rồi mình về. Mình làm biếng nấu canh chua thì mình nướng rồi mình giả. Dạ. Rồi mình ăn. Là mắm là mình phải trở miết một chai như vậy để mình ăn. Cô cho con hỏi là cô có bị bệnh gì không? Bệnh tuột huyết áp với lại đau bao tử. Đau bao tử là do cô ăn uống không có đúng giờ. Với lại mình không có đồ ăn nữa phải không? Không có đồ ăn, ăn cứ ăn khô đâu hoài. Đâu có gì ăn đâu mà đồ ăn. Phải mình làm có tiền đồ mình ăn. Làm đâu có tiền đâu. Ở đây có ai mướn mình làm gì không cô? Mấy hôm thì người ta làm đảo đồ, người ta trịa đảo thì đồ. Người ta biểu mướn đi hai, còn bây giờ người ta không có mướn nữa đâu. Cứ làm xanh vân ở trời. Rồi chặt củi đồ bày bá mình và để chậm. Rồi đi mang nước, mang đồ. Tối cô xài cái đèn này hả? Cô xài cái đèn này. Mà không có tiền mua dầu lửa thì cô mới lấy cái cây củi đốt kinh đêm á cho nó sáng. Không có tiền mua dầu. Mình đốt để sáng ăn cơm hả? Ừ, đốt sáng ăn cơm. Dạ. Bên dưới cái ngôi nhà của cô á là có những cái kẽ hở. Vào tháng mưa cả nhà, tháng mưa thường thường gà đi lên núi gà thấy á là những con rắn á nó lạnh. Nó thấy nhà ai mà đốt lửa ấm ấm á, với lại một cái nơi mà có cái hơi ấm á, thì rắn nó sẽ bò vô nhà và nó sẽ phanh một cục nó nằm ở trong nhà. Gà thấy nhiều người đồng bào chia sẻ, họ nói họ bỏ những cái mền, những cái gối ra thì con rắn nó sẽ chui vô trong cái mền, cái gối nó nằm ở trong đó. Ban đêm họ về không có ánh sáng á, thì họ không biết họ bóc trúng con rắn thì con rắn nó sẽ cắn nha. Nó cắn rất là nhiều người rồi. Khi mà gặp rắn độc nó cắn á, từ trên núi mà chạy về làng là chạy không có kịp luôn. Cái đèn này là cô xài lâu chưa? Lâu rồi. Cô còn giữ miết cái chứ. Để ai thắp á, mà điều mà mình không có tiền mua dầu thì mình cất đi rồi lấy cái cây củi này mình đốt cho nó ăn, có ánh sáng đồ. Hôm nay á là con sẽ tặng cho cô một cái đèn năng lượng mặt trời để cô có ánh sáng vào ban đêm, không cần phải sử dụng cái đèn như thế này nữa. Tại vì sử dụng cái đèn như thế này, cái thứ nhất là nó tốn tiền mua dầu, cái thứ hai nó rất là nguy hiểm, tại vì trong cái ngôi nhà của cô toàn là cây không à. Lỡ cái đèn nó ngã xuống, nó đổ, dầu nó chảy ra thì nó sẽ bốc cháy lên và nó cháy cả ngôi nhà luôn. Cái tình trạng này á là gà đã gặp trường hợp rồi, cháy hết cái chòi luôn ở trên núi nhưng mà không có ai biết. Mấy ngày sau thì mới có người phát hiện ra. Cô đi lấy nước. Gà sẽ đưa cả nhà mình đi cùng với cô để tìm hiểu cái chỗ mà cô lấy nước nha. Ở trên đây á, cái nguồn nước á, mình đi lấy nước nó rất là vất vả. Nước này mình lấy về mình uống rồi mình nấu ăn, giặt đồ cũng dưới này luôn hả cô? Nước ở dưới suối này nè. Vào tháng nắng khô hạn, cái suối này có nước không? Có nước làm giống á, thì nó có. Dạ. Đến chỗ suối nước rồi này cả nhà. Có. Giặt đặt đồ bên đây nè. Wow, suối đây cũng đẹp quá cô ha. Nhưng mà đi hơi xa.
Ở đây là bà con nghèo mình á, là tập trung về cái suối này để lấy nước hả cô? Ừ. Nước rất là trong nha cả nhà, trong và sạch đẹp nữa. Nước trong giống như là mình sử dụng nước máy ở nhà vậy đó. Nhưng mà gà thấy là mình sử dụng nước ở trên suối thiên nhiên nó sẽ tốt hơn, không có thuốc men luôn. Đến đây thì gà nghe cái tiếng nước chảy róc rách rất là đã tai. Cô tắm là cô tắm ở đây luôn hả cô? Ờ, tắm ở đây giặt đồ rồi. Cả nhà mình xem cá quá trời luôn nè. Cá bơi ở dưới nước nhiều lắm. Cá này là cá trắng á. Lên trên núi này mình cảm thấy khí hậu nó rất là mát mẻ. Cảnh vật thiên nhiên rất là đẹp. Nước này cô có nấu lại để uống không? Không, uống vậy luôn. Múc lên là uống luôn. Ờ, múc vậy là uống luôn. Không có nấu nữa. Cô phải nấu lại. Nếu như mà không nấu là đau bụng á. Từ trước tới giờ cô uống nước có đau bụng không? Đau bụng mình cũng biết nữa. Cô uống thế uống đại đâu. Dạ. Mà cũng bình thường chứ có gì đâu con. Gà thấy cái gùi là nó bự hơn cô luôn. Nhìn cô rất là ốm. Ở đây á, họ gùi đi quen rồi nên là rất là nhẹ nhàng. Nếu như mình mà chưa gùi đi lần nào á là mình đi nó nặng lắm cả nhà. Đi lên dốc nè. Đường xá xa xôi dốc đá. Mỗi lần mà đi lấy nước rất là vất vả xa xôi. Nước mình không dám sử dụng luôn. Sợ hết nước cả nhà. Điện thì không có, nước thì không có, thức ăn cũng không có luôn. Nhiều người họ sợ xuống dưới làng á, là mình ở dưới làng mình không có tiền trả tiền điện, trả tiền nước. Nên là họ lên trên núi họ ở. Cả nhà mình nhìn thấy cái ngôi nhà của cô nè. Cô đi lấy từng bình rồi cô chiết vô cái bình to để dành. Mỗi lần đi như vậy á là chỉ được 3 cái bình nhỏ thôi. Tại vì xa mà nặng nữa không có rinh nổi. Đi lấy nước về là đói luôn hả cô? Ừ. Có nhiều cô chú hỏi á là sao gia đình họ nấu cơm nhiều dữ vậy? Tại vì họ nấu một lần buổi sáng thôi là ăn tới tối luôn cả nhà, chứ không có nấu nhiều lần.
Cô mời cô con ăn cơm nè. Dạ cô ăn đi. Mời cả nhà ăn cơm. Sao con ăn? Dạ cô ăn đi cô. Mình lên trên núi này á, mình thấy những người nghèo khó khăn, họ không có miếng ăn, mình rất là thương. Khi mà về lại dưới làng, dưới thành phố thì mình thấy người ta bỏ đồ ăn, mình rất là tiếc luôn cả nhà. Thậm chí mà có những hoàn cảnh khó khăn, họ bệnh tật, chỉ làm có tiền rồi đi chữa bệnh thôi, cơm không có mà ăn. Ngày nào là cô cũng ăn như thế này hả? Ờ. Tao có cái gì ăn đâu con. Dạ. Đây là bữa ăn của cô nè, cả nhà mình xem nè. Con miếng cá khô, với lại bỏ cái trái me vô để nấu me. Cá khô đó mình mua 10.000 mấy con cô? 10.000 năm con. 5 con. 10.000 năm con. Một bữa ăn của mình chỉ được có nửa con thôi. Vậy là 2.000 đồng một con. Nửa con là một bữa ăn mình chỉ ăn có 1.000 đồng. Với lại một miếng cơm nữa. Một miếng cơm là 3.000 đồng nữa, là một bữa ăn của người nghèo chỉ có 4.000 đồng thôi nha cả nhà. Có bữa nào mà mình ở trên núi này mà mình không có gạo nấu ăn không cô? Có thì mình đi mượn. Có khi mình có rồi mình đi trả. Dạ. Hết gạo á. Mình mượn người ta có cho không? Cho. Hay luôn vậy hả? Mình kẹt mình đi mượn. Rồi họ cũng cho. Con cái của cô có chở gạo lên cho cô không? Không. Có khi thì mình có, thì mình về nhà mình lụm mê, lụm đồ, lụm điều, mình về mình mua. Bao nhỏ, trăm mấy. Cô không có nấu lại mà cô uống trực tiếp nước ở dưới suối luôn cả nhà. Cô nói là uống quen rồi, mấy chục năm nay rồi. Nếu như cô chú anh chị á, mình muốn nhìn thấy tận mắt hoàn cảnh khó khăn ở trên rừng trên núi, thì cô chú có thể là về quê hương tỉnh Ninh Thuận, quê hương của gà. Gà sẽ đưa cả nhà mình lên trên vùng sâu vùng xa, những cái nơi hẻo lánh ít ai lui tới. Ở trong rừng này á, gà chỉ thấy những người mà họ đi bẫy con gà rừng á, rồi đi bẫy con chim thì họ mới vô tới đây. Còn ở trên con đường rừng núi này thì gà chỉ thấy những người đồng bào, họ đi lên rẫy, lên núi, họ sống ở đây thì họ mới đi trong này thôi. Tại vì mình đi vô đây rất là xa, xe cổ nếu như mà nó có hư, mình không biết phải làm sao luôn cả nhà. Dắt bộ ra ngoài làng rất là xa. Anh hai sẽ phụ giúp gắn đèn năng lượng mặt trời cho cô, để tối nay là cô có ánh sáng vào ban đêm. Cái đèn năng lượng này là của chú Hùng ở Vũng Tàu. Chú Hùng đã mở tấm lòng vàng giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn có ánh sáng vào ban đêm. Anh hai thử đèn cho anh hai. Trước khi mà mình đi lên vùng núi xa xôi thì mình phải thử cái đèn trước ở nhà, để sợ mình lên núi bị trục trặc cả nhà. Rồi mình đi về lại thì nó rất là xa. Một lần đi trên núi này một lần khó, nên là tất cả mọi thứ mình phải chuẩn bị trước.
Sáng không anh? Coi chừng cây mục nha. Không dám đi luôn, sợ gãy cây. Tối đây là bác có ánh sáng rồi, có thể nhìn thấy con rắn khi mà nó bò vô trong nhà của mình. Với lại mình có ánh sáng, mình ăn cơm nữa. Gà lên trên núi này thì gà chưa có thấy người đồng bào nào mà họ có cái đèn năng lượng như thế này cả nhà. Cái đèn này á, ban đêm mình có thể sử dụng liên tục 12 tiếng đồng hồ. Vô điện rồi đó cả nhà. Cô thấy cái đèn đẹp không? Đẹp. Dạ, con mở lên cho cô coi nha. Cô nhìn đi. Sáng không cô? Sáng. Con tắt nha. Con để chế độ tự động cho cô. Đó, gà sẽ để chế độ tự động cho cô, để cho ban đêm thì nó sẽ sáng, còn ban ngày nó tắt nha cả nhà. Sợ cô không biết, con gửi cho cô cái điều khiển nha. Khi nào cần thiết mới xài cái điều khiển này, còn không cần thiết á, là mình để tự động là nó sẽ sáng nha cô nha. Hôm nay gà lang thang đi lên trên vùng núi xa xôi này thì gà đã tìm đến một hoàn cảnh của cô rất là đáng thương. Cô có con, nhưng mà con của cô cũng có một nỗi khổ, cũng có gia đình riêng, ai cũng khổ hết. Chồng của cô mất rồi thì cô sống một mình trên rừng trên núi, tự làm, tự kiếm, tự ăn, chứ không ai lo lắng cho cô nữa. Cô không biết là cô bao nhiêu tuổi, nhưng mà gà đoán á, là cô tầm khoảng 60 tuổi cả nhà. Cô đã lớn tuổi rồi. Cô nói á, là cô về làng lâu lâu mới về một lần. Hiện tại bây giờ cô mất sức lao động nên là không có ai mướn làm công việc gì hết. Về làng thì không biết lấy cái gì mà ăn, lên trên núi là trồng cây này cây kia. Rồi cô có thể là xin những người hàng xóm xung quanh họ trồng những cái cây, như là cây đu đủ hay là những cái lá rừng để mình ăn, mình sinh sống hàng ngày. Hôm nay gà lên trên đây là mang ánh sáng cho cô, để cô có ánh sáng vào ban đêm, cô có thể ăn uống, cô ngủ và cô phòng ngừa những con rắn. Gà có mang một bao gạo 10kg với lại một thùng mì tôm. Gà có bỏ vô trong cái bịch nè. Với lại gà mang cá khô nữa. Con gửi cho cô một bịch cá cơm khô nha. Cảm ơn cô. Dạ. Đây là một chai dầu chiên nữa nè. Một bịch hạt nêm. Một bịch bột ngọt. Cô vui không? Vui. Một bịch đường. Đây là một chai nước tương xì dầu. Một chai nước mắm. Và hai bịch muối. Cảm ơn con rất là nhiều. Hôm nay là cô có đủ đồ luôn ha. Cô để dành cô ăn nha. Cô có vui không? Vui. Vui sao con thấy cô buồn như vậy? Đâu có buồn gì đâu. Con vui chứ. Vui là phải cười lên cảm nha. Cảm ơn con rất là nhiều. Dạ. Cái món quà này á là của chú Bảy Nghiễn ở bên nước Mỹ. Chú Bảy có gửi cho con á là 9.600.000 đồng, tương đương với 400 đô la Mỹ. Con xin phép chú Bảy Nghiễn ở bên nước Mỹ sử dụng cái số tiền quỹ của chú gửi tặng cho cô, để cô để dành. Nếu như mà có tiền á thì cô có thể là mua con gà cô nuôi nha cô nha. Để con gà nó đẻ trứng, và mình mua lại những cái tấm tôn, mình nhờ con cháu lên che lại cái chòi của mình, để vào tháng mưa tháng gió là không có bị mưa gió tạt vô trong nhà. Con xin phép chú Bảy Nghiễn là chích cái số tiền quỹ của chú là 400 đô la Mỹ. Con mua hết cái phần quà này 500, thì còn lại 9.100.000, thì con xin phép chú Bảy Nghiễn gửi tặng cho cô.
Cô tên gì con quên tên rồi cô. Cô tên Nhanh. Dạ, cô Nhanh. Cô à, cảm ơn rất là nhiều. Con gửi cho cô là 9 triệu 100 ngàn đồng nha. À. Đây con gửi cho cô 500. 1 triệu. 1 triệu rưỡi. 2 triệu. 2 triệu rưỡi. 3 triệu. 3 triệu rưỡi. 4 triệu. 4 triệu rưỡi. 5 triệu. 5 triệu rưỡi. 6 triệu. 6 triệu rưỡi. 7 triệu. 7 triệu rưỡi. 8 triệu. 8 triệu rưỡi. 9 triệu. 9 triệu 100. Chứ lại 500 ngàn phần quà nữa là 9 triệu 600 ngàn đồng. Cô cảm ơn chú Bảy ở Mỹ đi. Cô cảm ơn chú Bảy rất là nhiều. Hôm nay cô vui không? Vui. Có tiền là cô cất giữ nha. Không có bữa nào mà người ta cho tiền nhiều như vậy. Có một lần đây nè, mới là có tiền nhiều. Mừng, thiệt là mừng luôn. Không biết nói gì hơn. Rất là cảm ơn. Dạ. Hôm nay có quá trời tiền luôn. Là mình đỡ dành, mình mua thuốc mình uống, mua cơm gạo ăn. Cô đừng có cho con của cô nha. À. Tại vì con của cô đâu có nuôi cô đâu. Cô lớn tuổi một mình, cô sống trên núi, cô làm không ra tiền. Thì mình đỡ dành tiền, mình mua thuốc uống, mình mua cơm gạo ăn. Cô nha. À. Gà Lang Thang cũng xin thay mặt cô cảm ơn chú Bảy Nghiễn ở bên nước Mỹ rất là nhiều. Con cảm ơn chú đã mở tấm lòng hoàng giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Con chúc cho chú và gia đình thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Cảm ơn chú một lần nữa rất nhiều. Và cảm ơn tất cả quý ông bà, cô, chú, anh chị Mạnh Thường Quân, quý ông bà, cô, chú, anh chị đang xem qua cái màn ảnh nhỏ của Gà Lang Thang đã truyền động lực cho gà để gà bước vững trên con đường mình đi, giúp đỡ cho bà con nghèo ở vùng núi xa xôi. Kính chúc cho tất cả quý ông bà, cô, chú, anh chị thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Bây giờ gà cũng xin tạm dừng video tại đây. Nếu như cả nhà yêu mến gà thì đừng quên bấm cho gà một like nha. Và đăng ký kênh, chia sẻ video rộng rãi đến tất cả mọi người cùng biết. Mình hãy cùng giúp đỡ cho bà con nghèo ở trên núi. Cả nhà đừng có quên xem quảng cáo ủng hộ cho gà nha. Để gà có tiền quảng cáo, gà có thể là đi trên mỗi nẻo đường. Mình chi phí ăn uống đi đường. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Con chào tạm biệt cô nha. Con bye bye cô. Cảm ơn con rất là nhiều. Bye bye.